Hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc lần thứ 3, cấp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình trồng cây tại quận 12. Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh năm 2022. Theo đó, đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận 12 đã tham gia trồng mới 500 cây dầu rái tại ba phường Hiệp Thành, An Phú Đông, Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu niên và người dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng. Qua đó góp phần thực hiện thành công đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh Trung ương Đoàn xác lập trong giai đoạn 2021-2025.